达摩祖师，南印度人，原名菩提多罗，后改名为菩提达摩，因曾传授武艺与少林僧人，故被称为一代宗师。其实达摩祖师主要是宣扬二入四行禅法，是中国佛教的始祖。达摩祖师的思想对文化中华起了很大的影响。阿弥陀佛，佛经《达摩祖师》出版，Nguyễn Tiến Dương chế tác, Thẩm Dương biên kịch, Viên Chấn Tường, Thẩm Dương âm nhạc, Lộ Quán Chính với các diễn viên Phan Tiểu Hoàng, Trần Tùng Dũng, Ngô Mã và cùng một số diễn viên khác. Ông lão, xin cho hỏi đây là nơi đâu? Đối với con, đây là một nơi không quen. Cho dù con nói, con cũng không biết đâu. Ông mới là người không biết. Đây là quốc thổ của tôi. Sau này tôi sẽ kế vị ở đây này. Bây giờ trước mắt tình hình của con không thèm nắm mắt. Chuyện sau này, con dám khẳng định sao? Tôi xem cậu nên ăn phần đi. Không biết chừng nào sương mù mới tan hết đây. Ở trong mắt con bây giờ đang thấy được đây là hư ảnh, còn tôi xem thì không có gì cả. Ông lão, ông ở đây làm gì? Đợi con đó mà. Đợi con? Con đâu có biết ông, nhưng mà tôi là cái biết cậu đấy. Vậy có gì mà kỳ lạ? Ai cũng biết tôi là Tam Hoàng Tử. Tôi không biết những cậu là Tam Hoàng Tử, mà còn biết quá khứ và tương lai của cậu nữa. Tương lai? Hồi nãy ông mới nói là không cần định mà. Nhưng mà tôi cần định là tất cả của anh. Được. Xa không cần nói nữa. Hôm nay tôi sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ gặp nguy hiểm. Chín chết một sống. Rồi sau đó sẽ giống như tôi, một ngồi chín năm. Ông dám nói về lỗ tung với tôi? Thế của ông là ai? Tôi chính là anh. Là tôi. Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử à? Hoàng thượng đột nhiên bị chứng bệnh lạ, ngươi đến tiếng mạng, mau về cung đi. Tam Hoàng Tử, đợi tôi đã, đợi tôi đã. Come on.
Giết hắn! Xem ra phụ hoàng ngày tháng cũng không còn nhiều. Cái vương vị này không phải đã lập chiếu truyền ngôi cho tam hoàng tử sao? Anh ta sẽ mãi mãi không về đây được đâu. Phụ vương, phụ vương, phụ vương, phụ vương à, không còn cách. Phụ vương, phụ vương, phụ vương, phụ vương. Tại sao lại như thế? Tại sao các người không lên tiếng? Phụ vương! Phụ vương! Phụ vương! Oan hồn to gan, dám nhập thể người khác. Tôi đến trả thù. Hắn diệt vương triều của tôi, giết cả nhà tôi. Mà đến nửa giờ sau, hắn sẽ giống như tôi thôi. Nghiệp chướng, các người như vậy giết qua giết lại, có hết hay không hả? Hóa giải thù hận chỉ có một cách, là dùng lòng từ bi để tha thứ cho người khác. Chỉ vì mà trả thù mà chết thêm một người, lại thêm một phần nghiệp chứ. Nếu mà còn cố chấp không tin ngọt, sau này nhất định sẽ xuống địa ngục. Địa ngục? Như vậy đi, con hãy bỏ thù hận ra, tôi viết con siêu đồ, còn có thể có cơ hội đến Tây Phương Cực Lạc quốc tu luyện, miễn là chịu cái khổ của luân hồi. Tây Phương Cực Lạc. Cảm ơn đại sư đã chỉ giáo. Được, thiện tai thiện cả. Phụ vương! Phụ vương! Phụ vương! Đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Không có chuyện gì cả. Chỉ nghỉ ngơi đi. Đại sư! Có thật là có địa ngục không? Nếu nói có thì có. Nếu nói không thì không. Nếu mà một tâm làm thiện, vậy là không có địa ngục. Nếu mà làm những việc ác, cổng địa ngục chỉ vì đó mà mở thôi. Nhưng ông nói có địa ngục thì là có Tây Phương Cực Lạc quốc. Nhưng mà vấn đề đó ở đâu hả? Nếu mà làm việc ác nhiều, Tây Phương Cực Lạc sẽ có 108,000 dặm. Nếu mà còn làm việc thiện, Tây Phương Cực Lạc ở trước mắt con. Pháp sư, nếu muốn làm việc ác mà việc ác lại không thành, vậy Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Tâm muốn tội ác mà lại sám hối. Pháp sư, phụ vương có dặn đưa hòn bảo châu này tặng thầy. Xin hỏi ba vị hoàng tử, trên thế giới này có gì quý giá nhất hơn nhặt minh châu này không? Hạt minh châu này có thể soi sáng vạn vật trên thế giới. Trên thế giới này không gì có thể sánh bằng. Chỉ có đức tu của pháp sư mới có thể sánh với vật này thôi. Vậy còn anh, cái còn muốn nói, hoàng huynh đã nói hết rồi. Ánh sáng bảo châu chỉ chiếu hộ người khác, không thể tự chiếu. Con nhận định rằng trên thế giới quý giá nhất là trí quang,
Cái gì là trí quang? Trí quang là ánh sáng trí tuệ, không nhẫn, có thể chiếu sáng tâm hồn người khác mà còn có thể phân biệt trái phải. Ở trong vật vật, vật gì không giống? Ở trong vật vật không có vật giống. Ở trong vật vật là cao nhất, con người cao nhất, vật gì là lớn, phát tiếng lớn nhất. Các vị hoàng tử đã nói, tôi đã nghe rồi. Pháp sư à, ông có thể giúp phụ vương con làm một đông đạo không? Vậy cũng tốt. Xin mời. Con đang nghĩ gì vậy? Không dám nghĩ. Thầy nhắm mắt ngồi đàn không phải cũng có nhiều việc nghĩ phải không? Quá khứ là quá khứ, còn tương lai không có gì để nghĩ. Nếu mà cứ lo nghĩ thì bụng đâu có nó. Thức ăn chay thanh đạm, nếu mà mỗi ngày cũng như thế, sự dinh dưỡng không nhiều, thân thể sẽ suy yếu. Bò tại sao là khỏe mạnh? Có phải là bò ăn cỏ mà sống không? Thân thể tổ chức của bò khác với người, nên cần dinh dưỡng lại không giống. Thầy từ nhỏ đến giờ chỉ ăn chay để duy trì thể lực. Người và bò thân, nội tạng đều bình đẳng cả. Tất cả đều bình đẳng. Thật sự người ăn thịt là quy phạm tự nhiên tâm lý. Người là vạn vật thông minh, sao lại so sánh với công thú được? Con cảm thấy lương hứa lên trời là các con vật có thể ăn. Vậy anh này là có thể ăn sao? Sao còn không đi ra? Dạ. Xem ra tam hoàng chí quang có lúc sáng có lúc tối. Nếu mà có thể quên đi tập niệm, chuyên tâm tu luyện, sau này có thể nhất định pháp dư Phật giáo phổ độ chúng sinh. Con và pháp sư cũng không giống. Thầy từ nhỏ tu luyện, còn con lại là hoàng tử, con nghĩ kiếp này không có gì với Phật đâu. Vậy tốt, tất cả theo ý trời đi. Chưa từng sinh tôi, ai là tôi? Trước khi sinh tôi là ai? Chưa từng sinh tôi, ai là tôi? Trước khi sinh tôi là ai? Tôi là ai? Đại hoàng tử, lão lưng gù, ông hãy thầy tôi nói cho tam hoàng tử biết, tôi đã đánh gục được mấy con gà rừng. Tôi này sẽ ủng mừng cùng hoàng tử. Tam hoàng tử gần đây không biết là chuyện gì cả, mới tháng một tí thì cũng không ăn đến, chỉ ăn đồ chay thôi. Chưa từng sinh tôi, ai là tôi? Trước khi sinh tôi là ai? Là ý gì vậy? Xin hỏi Bạch Lai Đa La Pháp Sư có ở đây không? Có, mời vào.
Một là được rồi. Ai bảo con xuất gia? Là Can Nạn đại sư kêu con xuất gia. Một chút chủ ý cũng không có. Không lẽ con không có lòng tự giác hả? Nói lại một lần. Là con tự mình muốn xuất gia. Một chút cũng biết tôn sư trọng đạo, tự ý mà làm. Nói lại lần nữa. Xem con tính tình đơn thuần, không có chuyện tu luyện. Vậy thật nhận con là đệ tử đó. Cảm ơn đại sư. Cảm ơn đại sư. Còn anh, tại sao lại phải xuất gia? Anh không có công, sao lại không nói chuyện? Tất cả các đáp án không thể nói rõ con đến cầu Phật. Vậy thì con không nói. Được. Con có ý chí quyết tâm cầu Phật, vậy con nên đi vào sau vườn Nguyên Lâm, tự phòng tự tu để tỏa tâm ý. Tối hôm qua con không về nhà, không sợ sao? Là hắn kêu con đi mà. Yên tâm rồi. Con không bắt được chúng mày. Mày dám chửi rủa vợ tao? Ai chửi rủa vợ tao? Là nói dụ tao. Đừng qua đây. Đứng lại. Mày chửi rủa vợ tao. Không được chạy, tôi tính sổ với mày. Anh đừng kiếm tôi mà làm phiền mà, đừng đánh, đừng đánh. Tôi không hiểu anh sao, đừng chạy. Thank you.
Có thể anh không có duyên với Phật. Thôi thì hãy bỏ cuộc đi, sau này không cần mang cơm đến nữa. Rốt cuộc cũng sẽ xong. Sư phụ. Đường đường đã xây xong. Sao lại làm nó đổ hả? Đệ tử ngu dốt. Đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể xây xong phòng tự tu. Vậy cũng sẽ xem rồi mà. Nói đã xây xong là không đúng. Nên nói là đã tìm được là đúng. Phật đạo tu luyện ở trong lòng. Theo thầy tới đây. Đầu một con dao, cắt bỏ đi tất cả phiền não. Dao thứ hai, chém tu tất cả thiện pháp. Dao thứ ba, nguyện độ tử tất cả chúng sinh. Bây giờ, cho con pháp danh Đạt Ma. Nhớ kỹ, thầy chết đi 67 năm, con mới có thể đi trung nguyên. Đừng nên lo nhiều cho các. Sau tăng nhân ngày nào cũng không là gì cả, là được nhân dân cúng dường, chỉ biết cái tôi Phật giáo. Cái gì là Phật? Lại không có người giải thích cho tôi biết. Lui ra nào. Toàn là mê tín cuồng bái, toàn bộ hoa tộc không được về cửa Phật, toàn bộ rời ra cửa Phật. Đừng có đánh mà. Người từ trên bay xuống, động tác như bay. Ngươi là chính hay ta? Ông không thể phân biệt được chính ta, vậy không thể loại trừ được Phật giáo. Xem ra ngươi là người rất hiểu Phật đạo. Con không hiểu nhiều cho lắm, nhưng mà có thể giải thích được lòng đang nghi ngờ. Cái gì là Phật? Thấy tính là Phật. Tính ở nơi đâu? Tính dùng để làm. Vậy dùng vào đâu? Sử dụng vào thế, đừng kỳ tạo. Cái gì đức kỳ ta? Ở bụng là thân, ra thế là người. Có mắt để nhìn, có mũi để ngửi, có miệng để nói, có tay bắt chân, có chân để chạy. Tất cả sẽ được đều là việc của học trần. Có người biết thì là Phật, không biết chỉ là tội nhục hối hận mà thôi. Vậy Hoàng Vương, có lính ngồi được không? Nếu mà còn chưa, mình ta người chết trước mặt vương hoàng. Người thật sự hiểu đạo thật sâu sắc. Sư phụ con là ai? Là chú ba của quốc vương Bồ Đề Đạt Ma. Chú ba tôi? Ông ta chưa chết sao? Nếu mà gặp vương thì hãy thu nhập hành trang đi. Tam thúc, có thật là quyết đi Trung Nguyên không?
Chú đi tìm một người giỏi về Phật Pháp, mà lại hiểu rõ Phật Pháp, để pháp dương Phật Pháp. Tam thúc trưởng đã cao. Đối với núi sông trở ngại, đường xa vạn lý lộ trình sẽ cực khổ lắm đó. Có thể không đi được không? Đó là ý trời. Để trời giúp cho, thông báo cho các Phật giáo ủng hộ Tam thúc đi. Tất cả tùy duyên thôi. Đạt Ma đi đến Trung Quốc, tức Trung Nguyên, đã tốn 3 năm lộ trình. Ở vào thời Lương Quốc Đế năm ấy Bình Yên, ở Nam Hải đăng lộ. Vào thời đó Trung Quốc chính thực Nam Bắc triều đại, chiến tranh hỗn loạn, dân không có ngày yên để sống. Đạt Ma tổ sư trừ đi tuyên truyền Phật giáo, phụ độ chúng sinh, còn phải đi tìm ra người kế vị truyền nhân. Nam triều là do Lương Vô Đế soạn thảo Phật giáo, dân thịnh Phật đạo. Tuy rằng ông thức trị quốc thổ, nhưng mà cũng duy trì cục diện nhỏ. Thiên Chúc Ấn Độ, Thiên Tôn trưởng môn Đạt Ma đại sư sẽ đến Nam triều tuyên truyền Phật pháp. Đô Lâm Tự phục chỉ đón tiếp, toàn dân nước ta nên cung phục Phật giáo. Nay ra văn luận này, công bố thiên hạ. Ở trên là xong chưa? Rất nhanh là xong. Anh đi lo bên kia đi. Dạ, sư phụ. A Di Đà Phật. Dẫn các vị này vào phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, theo con qua đây. Sư huynh, Bồ Đề Tự chủ trì và các đệ tử đã được sắp xếp xong rồi. Nhớ kỹ, lần này Hoàng Thượng phục chỉ cho chúng ta tiếp đãi Thiên Chúc Ấn Độ cao tăng. Xem ra các chủ trì của các tự sẽ đến đây sớm đấy. Công việc của chúng ta nên là cho hoàn mỹ một chút, đừng có bị mất mặt. Mau đi chuẩn bị đi. Dạ sư huynh. Mau đi rửa nhà cầu đi. Sư huynh, sư huynh, Đạt Ma đại sư đã đến rồi. Anh không còn kêu tất cả chuẩn bị đón tiếp sao? Tôi đi thông báo đây.
sư phụ. A Di Đà Phật. Đại sư không ngại khổ cực đến đây tuyên truyền Phật pháp, thật là phúc của chúng thổ này. Bần tăng Tuệ Đạt hôm nay được tiếp đón đại sư, thật là vinh hạnh. Người xuất gia không cần đại lễ. Đại sư, tùy tùng của thầy sao không thích tới nữa? Không có đi cùng. Còn kinh sách của thầy đâu? Cũng không đem đến. Sư phụ, vậy là như thế nào? Đại sư thông thạo Phật giáo, nhất định kinh ở trong tâm. Mời đại sư tự do vào mà giảng Phật. Xin mời. Lối này. Chuyện gì thế hả? Tôi cũng không biết. Sư phụ, sao lại có lên tiếng nói chuyện vậy? Có thể là tin chúng Ấn Độ lấy nghĩa đấy. A Di Đà Phật. Thiên mộng. Bây giờ có thể bắt đầu giảng kinh. Đạt Ma đại sư, như vậy là thầy có đi sao? Thiên Mộng, không được vô lễ. Thầy ấy vô lễ thì có. Thiên Mộng, các đệ tử phải có điểm nào là không vô làm đại sư không? Dạ không có ạ. Tại sao thầy ta lại không giảng kinh? Con cũng không biết nữa. Đại Ma đại sư niềm nở mà đi đâu? Con đã hiểu rồi. Vậy hiểu gì? Có thể là tên chốt tăng nhân giảng kinh không cần miệng. Thầy ấy không dùng miệng là sẽ nói chuyện. Đại sư huynh, đó có phải là thiên chức tăng nhân không? Để nói cho các huynh biết, ở trong các bùn màu da đó sẽ sạch sẽ. Chúng ta chỉ có thể khám nghiệm sự sạch sẽ của hoa sen, tuyệt đối không thể đến được các bùn này lẫn lộn. Không ngờ đại sư huynh từ khẩu mà hiểu được, gì như các bùn hoa sen có thể lấy, không thể lẫn lộn, không thể lẫn lộn, thật là hay, thật là hay. Không đổi là đổi, tùy duyên không đổi. Bùn đất có thể sinh sen, vậy là đất tốt rồi. Cái gì? Cắt bùn cái gì mà tôi có thể lấy? Nói theo ý đại sư, mọi chuyện này là không có định luận. Cái đồ vật hư cũng có thể lấy được sao? Vậy là đạo lý gì? Không sai, không hư. Chỉ tại ở người. Hình như có một chút đạo lý. Mày hiểu cái gì? Bây giờ tay đã nắm thành quyền. Vậy đó là do ai nắm chữ tay của anh? Cái đạo lý này bằng trước có trứng, hay là trước là có gà? Đương nhiên là trứng. Không có gà làm sao có trứng hả? Có trứng trước, có gà trước, không có trứng sau, hai người đều đúng. Tôi sẽ kết làm mà định. Con đã hiểu rồi. Lại hiểu. Hiểu cái gì hả? Lời của đại sư à? Tất cả tùy duyên không nên cố chấp. Người thường tùy duyên mà biến, người sắc đạo tùy duyên không biến. Nó qua nó lại cũng là thế thôi, con không hiểu. Con chẳng hiểu gì cả. Con nên trước tiên đi tìm một người hiểu mình đi. Nói hết cả ngày, con xem người đó chính là thầy, không phải thầy mà là chính bản thân con. Đại sư, vậy là người hiểu người à?
Vậy thì con xin hỏi thầy, người chết rồi sẽ đi về đâu? Không biết được. Vậy thầy cũng là không biết đó. Tại vì thầy chưa chết. Tôi không gặp được quân đã lâu. Sao anh bắt được cháu Hải vậy? Tôi muốn tài huynh để đã chết của tôi để trả thù. Không phân sống chết, không buông tha. Vào phòng tiên sách không được nói chuyện. Dạ sư huynh. Ở đây là ngồi luyện tính 3 ngày 3 đêm. Ấy, đèn giờ tắt rồi. Không được nói chuyện. Chỉ có tôi không nói chuyện. Chỉ có tôi không nói chuyện. Đại sư đang làm gì vậy? Các con ở đây đang làm gì vậy? Chúng con ngồi thiền để thành Phật. Thầy mài sứ thành kiến. Mài sứ sẽ là thành kiến. Vậy sứ làm sao có thể thành kiến? Vậy thì ngồi thiền làm sao có thể thành Phật hả? Vậy là sao mới có thể thành Phật? Con biết Phật không có một điểm thái nhất định. Còn thiền cũng không phải là ngồi và ngủ. Các con chỉ biết ngồi mà ngủ, không biết tại sao lại ngồi đàn. Nếu mà như thế mãi mãi sẽ không gặp được đại đạo. Mãi mãi sẽ không được đại đạo. Là như thế nào mới có thể gặp được đại đạo hả? Tu luyện từ cơ bản. Cái gì gọi là cơ bản? Tâm là cơ bản. Tội từ tâm ra, cũng từ tâm diệt. Tất cả thiện ác cũng từ tâm sinh. Nếu mà cả đạo lý này cũng nghĩ không suốt, chỉ là tu luyện về mặt mà thôi, chỉ có là lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian. Đại sư, đại sư, đại sư à, hoàng thượng ngài lo vạn việc, cũng phải chút ít thời gian để cùng đại sư nghiên cứu Phật pháp. Thật là công đức vô biên. Không ngờ thiên chức tăng nhân nghe đến nỗi không có giày để đi.
Gió thổi phong linh động. Theo thần thấy, Tiêu hoàng thượng đang động đó. Lời đại sư nói thật là có lý, không ổn chống cả một lần. Bần tăng khi ở xa cũng có nghe Lương Võ Đế quân vương có tên là Thiện Tâm hoàng thượng. Thần từ xa từ biển mà qua là chỉ vì tuyên truyền Phật giáo. Tới thật đúng lúc. Chẳng năm ba năm nay thu tập giải viết xuất bản tất cả các loại sách về Phật giáo. Xin hỏi đại sư, chẳng có công đức gì? Không công cũng không đức. Đó chỉ là bị ảnh và là ảnh. Nói thật là có, còn ở trên thực tế thì không có. Vậy làm chuyện gì mới có thể gọi là công đức? Trong sạch toàn bộ là người đắc đạo mới gọi là có cái công đức. Nó trên thế giới này cầu không được đâu. Xin hỏi đại sư, trên thế giới này có Phật không? Không có. Thân là tăng nhân, có hiểu mình đang là ai không? Không biết. Thật là nó không hợp đề. Người đâu? Lại nhân. Tiến khách.